Tôi Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Chí An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn biệt thự mặt tiền đường cực kỳ đắc địa luôn, rất là đắc địa quý vị ạ. Tại trung tâm thành phố Chí An. Và thưa quý vị, khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là con đường Hai Bà Trưng nối dài quý vị nhá. Đây. Phía trước màn hình chúng ta thì chúng ta chạy lên thành phố mới Bình Dương. Đấy. Và đây là sân vận động Di An quý vị. Đó, quý vị thấy sân vận động của chúng ta đây. Nhà thi đấu thể thao thể dục của thành phố Di An rất là lớn. Con đường này thì rất là đắc địa. Quý vị thấy không? Lớn, nhịp độ, mật độ lưu thông rất là dày đặc, cực kỳ lớn luôn. Hôm nay tôi Nguyễn review cho quý vị một căn biệt thự mặt tiền đường này luôn quý vị nhá. Diện tích cực kỳ lớn. Và hướng Tuấn Nguyễn đang chỉ đây thì chúng ta đi về thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Và quẹo về tay phải chút xíu là chúng ta đi lên thành phố Linh Xuân Thủ Đức. Chạy qua đường Phạm Văn Đồng chúng ta lên sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 30 phút thôi. Người xe cộ đi lại rất là đông. Tuấn Nguyễn xin lỗi quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên kia đường và quay ngược lại căn nhà của chúng ta cho quý vị xem. Quý vị chờ Tuấn Nguyễn trong giây lát. Và thưa quý vị, đây là sân vận động nhà thi đấu thể dục thể thao của thành phố Di An. Đấy, năm hết Tết đến rồi, trong khu vực này thì người ta kinh doanh hàng Tết. Đấy, hoa rất là nhiều. Đấy, quý vị thấy có đẹp không? Ở thành phố Di An là một thành phố trẻ quý vị nhá, phát triển rất là mạnh, cực kỳ năng động luôn. Và đây, bên phía căn biệt thự của chúng ta đây quý vị. Khu này thì rất là tiện cho quý vị kinh doanh buôn bán, xây biệt thự mặt tiền đường, đấy, mở công ty. Và quý vị ơi, lô đất này nè, có ông chủ nhà kia, ông ấy nhờ Tuấn Nguyễn bán mà Tuấn Nguyễn không thèm bán. Quý vị biết tại sao ạ? Ông kêu giá trên trời không ạ? Ông kêu lên tới hơn 100 triệu trên một mét đấy quý vị ạ. Và hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn biệt thự mặt tiền đường. Cũng giống như cái lô đất của ông kia, nhưng mà giá chỉ có 60 triệu, 50 mấy triệu trên một mét vuông thôi. Đó, khoảng 58 triệu, 59 triệu quý vị nhá. Và đây là căn biệt thự của chúng ta này. Thưa quý vị, căn biệt thự này là căn biệt thự cũ quý vị nhá. Xây dựng cách đây cũng khoảng là 5-6 năm rồi. Đấy, chúng ta zoom lại cho quý vị xem này. Đó, một căn biệt thự mái thái, một lầu một trệt, diện tích rất là lớn. Và thưa quý vị, căn biệt thự này có diện tích đất là chiều ngang 10 m. Đấy. Chiều sâu là 50 m quý vị nhá. Tổng diện tích chúng ta có 500 m vuông đất. Có sổ hồng và phun thổ cư luôn quý vị ạ. Một căn biệt thự cũ mặt tiền đường đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố Di An quý vị nhá. Đó. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong. Đấy, Tuấn Nguyễn sẽ quay sơ qua thôi để cho quý vị nắm được, đúng không ạ? Cũng có nhiều quý vị là cũng nói với Tuấn Nguyễn rằng không nên nói nhiều quá, không nên nói dài dòng quá. Thì hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ chiều lòng quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ làm như vậy. Xem có quý vị nào comment và nói Tuấn Nguyễn là đi review mà không nói năng gì không, hay là nói ít quá hay nhờ như thế nào, để cho Tuấn Nguyễn thăm dò ý kiến của quý vị. Và đây là cái cánh cổng của căn biệt thự của chúng ta đây quý vị. Đó, từ bên cái trụ điện bên đó mà qua cái xe này quý vị nhá, là 10 m. Chiều sâu vào là 50 m. Đó, là chúng ta có 500 m quý vị nhá. Thì nhà cũ cho nên chủ nhà cũng, Tuấn Nguyễn cũng hỏi chủ nhà rồi. Và Tuấn Nguyễn sẽ quay ở ngoài như thế này cho quý vị xem thôi. Ở đây thì lúc trước người ta cũng mở công ty quý vị nhá. Đấy, ở bên trong thì biệt thự
Đấy, biệt thự nhà mái Thái một lầu một trệt như thế này. Đấy, còn không gian này thì người ta cũng làm cái mặt tiền để kinh doanh, đó, mở công ty. Thì cái mặt tiền này rất là lớn, 10 mà nhân 50 thì quý vị biết rồi đúng không ạ? Cũng chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa đúng không ạ? Đấy, 10 thì nhân 50 là 500 mét vuông rồi. Đấy, chạy dài xuống 50 mét, đấy, diện tích chiều ngang là 10 mét. Hiện hữu ở trên lô đất này thì có một biệt thự mái Thái, một lầu một trệt, đó. Đã qua sử dụng khoảng 5-7 năm rồi. Đấy, diện tích của căn nhà này là 200 mét vuông quý vị nhá. Đó. Và căn nhà của chúng ta có hai mặt tiền. Đấy, bên đây thì có một cái lối đi của nhà hàng xóm. Đây quý vị. Rất này rất là đông người cho nên ồn ào, quý vị thông cảm. Đây. Cái mặt tiền bên hông này á thì thưa quý vị, mình gọi bằng mặt tiền thì nó cũng cũng được thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái lối đi khoảng 3 mét đây quý vị này. Đó. Đất này á là lúc trước là của nhà phía sau quý vị nhá. Nhưng mà cũng vì cái điều kiện kinh tế người ta không có tiền thì người ta bán cái này đi quý vị ạ. Cho nên là bây giờ người ta ở phía sau, còn nhà hàng xóm lại ở phía trước. Đấy, đấy là một cái vấn đề tế nhị trong cuộc sống đúng không quý vị? Đấy, không có gì là không thể cả. Và thưa quý vị. Đó. Tuấn Nguyễn cũng vừa review cho quý vị rồi, đúng không ạ? Báo cho quý vị biết rồi. Và hướng này là hướng đông nam quý vị nhá. Căn biệt thự của chúng ta hướng đông nam, hai mặt tiền đường. Đấy. Đường lớn đắc địa như thế này, rộng khoảng 10 mét, có vỉa hè, lối đi bộ hai bên. Nằm ngay trung tâm thành phố Di An quý vị nhá. Đây. Và căn biệt thự hai mặt tiền có màu xám xi măng. Đấy. Bên mặt tiền bên hông thì cao cổng kín tường như thế này, đúng không ạ? Đây là mặt tiền bên hông của chúng ta, chạy tút xuống phía sau là 50 mét. Đó. Chiều dài từ bên này qua bên kia là 10 mét quý vị nhá. Tổng diện tích chúng ta có 500 mét vuông. Có sổ hồng và full thổ cư luôn. Đó. Và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn nắm được. Hiện căn biệt thự cũ này diện tích 500 mét vuông, có sổ hồng và thổ cư thì full luôn. Chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 30 tỷ đồng quý vị nhá. 30 tỷ đồng chúng ta còn gặp chủ nhà và thương lượng giá cả quý vị nhá. Đó, 30 tỷ đồng. Đấy. Cho một lô đất, một căn biệt thự cũ, mặt tiền đường như thế này. Và như đầu video Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị đó, cách đây độ 5-6 mét thôi là cái ông kia, ông ấy gửi Tuấn Nguyễn một cái lô đất mà ông ấy đòi lên tới là 120 triệu trên một mét vuông. Tuấn Nguyễn không thèm review luôn, nói thật với quý vị đấy, qua cái chỗ cái lá cờ này thôi. Đấy, ngay đây thôi, khoảng 5-6 mét thôi. Ông ấy đòi lên tới 120 triệu một mét quý vị nhá. Tuấn Nguyễn không thèm review, không thèm giới thiệu, không thèm bán cho ông ấy luôn. Đấy. Và bây giờ là Tuấn Nguyễn sẽ bán cho cái cô này nè. Cô ấy lớn tuổi rồi, bây giờ không có thể điều hành công ty được nữa và cô ấy muốn bán căn nhà này cho chúng ta. Giá chỉ có 30 tỷ thì Tuấn Nguyễn chia ra với 500 mét đất thì khoảng đâu đó khoảng 60 đúng không? Đúng không quý vị? 60 triệu trên 1 mét thôi, 6 5 30, đúng rồi. Đấy, có 60 triệu trên 1 mét mà chúng ta còn thương lượng nữa quý vị nhá. Vâng, thì Tuấn Nguyễn đã review xong. Đó, trong nhà thì biệt thự cũ thôi, không có cái gì để chuyển tải đến quý vị cả. Đôi khi với lại là cô chủ nhà cô ấy khóa cửa, Tuấn Nguyễn không vào bên trong được. Cho nên là Tuấn Nguyễn quay như thế này để cho quý vị cũng hình dung được thôi, đúng không ạ? Căn biệt thự này thì chủ yếu là chúng ta mua về, chúng ta có thể đập đi, chúng ta xây một căn biệt thự mới, đúng không quý vị? Đấy, diện tích đất là 500 mét, 30 tỷ đồng. Thì quý vị nào mà xem được cái video này, quý vị thấy cái diện tích đất này lớn này, nằm ngay cái mặt tiền đắc địa của thành phố Di An. Đấy, trước căn nhà chúng ta là sân vận động Di An đẹp như thế này. Thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây và gặp chính chủ nhà thương thảo giá cả. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà chính chủ không qua trung gian quý vị nhá. Hiện tại Tuấn Nguyễn đang còn có rất nhiều sản phẩm nhà đất. Đấy. Có gần tới 1.000 căn nhà và đất. Đấy, chưa bán được. Quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Nếu như quý vị có nhu cầu, đúng không ạ? Mua nhà lớn, nhà nhỏ, đất lớn, đất nhỏ, đất mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đấy, biệt thự cao cấp trên Thảo Điền quận 2, đấy, Phú Mỹ Hưng quận 7, đấy. Khang Điền quận 9, quận 2 đều có hết quý vị nhá. Vâng.
Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Quý vị hãy cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Quý vị hãy subscribe kênh cho Tuấn Nguyễn. Và quý vị hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều để cho quý vị tha hồ xem cũng như lựa chọn để mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.